Thưa quý vị khách quý và toàn thể nhân dân, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Thiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng như một biểu tượng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực tự cường của người dân Việt Nam. Đến nay, câu chuyện về Mai An Thiêm vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn cho thế hệ cháu con trong lao động sản xuất, tạo dựng cuộc sống từ trong khó khăn gian khổ. Lễ hội Mai An Thiêm năm 2023 tiếp tục góp phần giáo dục lớp lớp con cháu tự hào và tỏ lòng thành kính về thần tổ Mai An Thiêm, người đã có công khai thần cùng đất Nga Sơn, noi gương tinh thần anh dũng cần cù trong lao động và sản xuất của các bậc tiền bối, đã khơi dậy niềm tự hào của toàn thể nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chung quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quả gì mà ruột đỏ vỏ xanh, quả lạ này ta chưa từng thấy. Có lẽ chim ăn được, người cũng ăn được, ta cả gan nếm thử xem sao. Ôi, ngon quá, ngọt quá, mát quá, tỉnh cả người. An Thiêm chàng ơi, nàng ba, nàng xem này. Kìa, An Thiêm, chàng cầm cái gì vậy? Nàng ơi, có một con chim lạ mang đến miếng quà này. Ta nhìn thấy hay hay, bèn nếm thử, thấy ngọt ngon mát lạ. Nàng và con hãy nếm thử xem. Nếu xã làng giảm giá được sắp, chỉ còn 59.000 đồng.